vào lúc 3 giờ rưỡi chiều, mọi việc đều sẽ dừng lại để thưởng thức trà, là một cái câu nói rất quen thuộc của người dân ở xứ sở sương mù. Trà chiều là một cái truyền thống tinh tế của người Anh, được bắt đầu vào khoảng thế kỷ thứ 19. Ở vào cái thời điểm đó thì uống trà chiều chưa phải là một cái thú vui tao nhã, mà nó có một cái mục đích rất là thiết thực. Trà chiều là một cái bữa ăn nhẹ, lấp đầy cái khoảng trống giữa bữa ăn trưa và bữa tối. Hôm nay Vân muốn giới thiệu với các bạn một bữa tiệc trà chiều ở Park Lounge, khách sạn Park Hyatt Sài Gòn. Theo đúng như tên gọi của nó thì tiệc trà chiều thường sẽ được phục vụ vào giữa buổi chiều, tức là tầm khoảng 2-3 giờ cho tới 5 giờ. Trà chiều thì thường được bày trên những bộ bàn ghế thấp. Loại trà được sử dụng trong các bữa tiệc trà chiều thì thường là trà đen và là trà nguyên lá, chứ không phải là trà túi lọc. Bởi lẽ đó, dụng cụ lọc trà trở thành một cái vật dụng không thể thiếu, tạo nên nét tinh tế riêng khi thưởng thức trà chiều. Một bữa trà chiều truyền thống sẽ luôn luôn bắt đầu với bánh scone, kem đông và mứt dâu hoặc là mứt cam. Scone là một loại bánh nướng truyền thống của Anh, thường được làm từ lúa mì hoặc là bột yến mạch với bơ và trứng. Loại bánh nướng này thường sẽ có vị hơi ngọt một chút. Mình sẽ ăn bánh scone với lại kem đông và mứt dâu hoặc là mứt cam. Kem đông là một cái loại kem tươi được làm từ sữa bò, có độ béo lên đến 55%. Ở trong những cái bữa trà chiều thì thường nhà hàng sẽ dọn cho mình mỗi khách hai cái bánh scone, một cái là cái bánh truyền thống nguyên vị bình thường và một cái thì sẽ có thêm nho khô. Vân cũng có uống trà chiều ở một số nơi, thì Vân thấy là bánh scone ở Park Lounge của khách sạn Park Hyatt á, là ăn ngon nhất. Bánh rất là thơm mùi bơ nhưng mà ăn không có bị ngấy. Rồi bánh mềm, cái cấu trúc của bánh mềm và ẩm, không có bị khô, ăn rất là ngon. Sau khi mình ăn xong phần bánh scone thì nhà hàng sẽ dọn cho mình khay bánh mặn. Khi Vân đi uống trà chiều á, Vân rất là thích cái phần bánh mặn này. Nhìn nó rất là hấp dẫn, rất là dễ thương. Các bạn có thể thấy là các loại bánh trong bữa trà chiều á, thì thường là bé bé xinh xinh để mình có thể ăn thử được nhiều loại. Thì cái bánh mặn hôm nay mình có 5 loại, bây giờ mình sẽ ăn thử từng loại nha. Đây là bánh taco cá hồi, phần vỏ bánh được làm từ rong biển với mè ăn giòn giòn, phần nhân là cá hồi đại dương. Đây là bánh macaron gan ngỗng. Bánh macaron thì cái vỏ bánh ngoài giòn, phần bên trong mềm, gan ngỗng béo và thơm. Đây là phiên bản bánh bao mini, nhân bánh là xá xíu thịt heo Iberico, có một tí xíu đồ chua để mình ăn kèm nữa. Giữa một cái khay bánh Âu thì có một món bánh Á như vậy để mình đổi vị. Đây là một món ăn rất là quen thuộc với người Việt mình, món aspic. Aspic thì được nấu từ các loại rau củ và các loại thịt, sau đó là cho thêm gelatin để làm đông lại. Món bánh mặn cuối cùng là bánh tạt củ dền. Cả 5 loại bánh mặn đều rất là ngon, trình bày hấp dẫn, đẹp mắt, rất là dễ thương. Trước khi mình thưởng thức các món bánh ngọt thì nhà hàng sẽ dọn cho mình một ly kem để mình thanh vị. Các món thanh vị thường thường là sẽ có vị chua, thì hôm nay là mình ăn kem hạnh, trái hạnh, tức là trái tắc hay là trái quất của Việt Nam mình á. Ăn kem xong thì mình sẽ bắt đầu ăn các món bánh ngọt. Tháp bánh ngọt của mình thì có 6 loại. Bây giờ Vân sẽ lần lượt giới thiệu từng loại với các bạn ha. Món bánh ngọt đầu tiên là crème brûlée. Crème brûlée mình dịch ra tiếng Việt là kem cháy.
thì cái phần kem á, nó giống như là bánh flan, rồi trên cái bánh người ta sẽ rắc đường rồi dùng cái đèn khò để đốt, tạo một cái bề mặt giòn và thơm. Cái phần vỏ bánh là được làm từ hạt dẻ cười. Kế tiếp là mình có một cái bánh ngàn lớp ruby chocola. Nói là ngàn lớp chứ mà thật ra là bởi vì cái bánh nó bé xíu à, thì mình chỉ có làm mấy lớp bánh thôi. Đây là một cái loại bánh có phần mousse được làm từ quả của cây cơm cháy. Elderflower thì bên mình dịch là cây cơm cháy, là một cái loại cây dại có những cái quả nhỏ nhỏ như là quả trứng cá vậy, có vị chua. Là bánh ngọt này thì mình quá quen thuộc rồi, macaron trà xanh. Đây là bánh pound cake, loại bánh bông lan cơ bản nhất cho các bạn mới học làm bánh, với cái công thức là không bao giờ thay đổi: một bột, một bơ, một trứng, một đường. Cuối cùng là một cái bánh ngọt rất là thú vị, được đặt tên là cà phê sữa đá Paris Press. Paris Press là tên của một cái loại bánh ngọt rất là nổi tiếng của Pháp, được sáng tạo để kỷ niệm cái chặng đua xe đạp từ Paris đến Press của cái đường đua Tour de France. Mình kết thúc buổi trà chiều với một ly cappuccino nóng, trà ngon, cà phê ngon, bánh ngon. Hẹn gặp lại các bạn ở những vlog tiếp theo của Vân Nga.